Oh my god. Mình phải công nhận là cái kế hoạch của mình nó thật là đẳng cấp. Mình không nghĩ là mình có một cái kế hoạch mà nó siêu nhiên mà nó siêu phàm như thế. 4 nè, chia tay 6, 7 chia tay 5. Xong đó là 4 5 6 7 cãi nhau. Wow, thật là perfect luôn. Mình cái cho cái tội dám nhốt mình vào chuồng gà nha. Quả này mình cho cãi nhau tới bến, mình sẽ phải nghĩ thêm kế hoạch nào đó cho nó gọi là bùng nổ, đánh nhau chí chóe lên, như thế thì nó mới đẳng cấp được, nó mới hay được. Hay anh 4 à 6 à, cứ đợi đấy, kiểu gì thì kiểu các anh phải đấm nhau tới mười té té lên cho mày coi. Yeah. Ôi giời ơi, ra bao nhiêu kế hoạch là do tay một tay con mụ cha ra làm lên hết, thế mà làm cả 4 người tan rã ra, đúng là tâm địa độc ác. Mình phải đi nói với mọi người biết, nói tất cả mọi người biết. Ôi nhưng mà cứ nay anh 4 ngu thật đấy, rõ ràng là mình chạy ra để cho đuổi theo dỗ mình mà, đúng là 4 đồ à, không biết đường gì. Không biết mình phải đi bấu xong rồi tự cho 4 xin lỗi này, mình là con gái mà mình phải làm giá lên chứ. Ta ôi trời ơi, ôi làng hết nước ơi, ôi trời ơi, con cha ra nó cày ra hết, ôi trời ơi. Anh có tâm trạng nằm ở đây mà ngủ nữa. Dậy đi, dậy đi, anh bớt dậy đi. Dậy đi. Anh bố nào dậy đi, có chuyện quan trọng. Cháy nhà, ôi ôi, cháy nhà, cháy nhà. Cháy nhà, cháy nhà rồi, cháy nhà. Sao à? Hello. Anh có biết tin gì chưa? Em đến đây xin lỗi anh đúng không? Ê, anh đồng ý nha. Đi chơi cái này. Anh đi giả à? Tin gì? Em còn chưa nói sao? Hả? Đây nhá, em vừa phát hiện một chuyện kinh khủng trời thiên địa lợi luôn, bù 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 luôn. Anh biết hết rồi, em muốn xin lỗi anh đúng không? Nhưng mà em cứ lầm vòng làm gì? Anh giả à, tôi không thèm xin lỗi anh không xin lỗi tôi thôi. Đây, chuyện này liên quan đến tất cả chúng ta. Trời, không cần biết đâu, anh biết là em xin lỗi anh rồi. Xin lỗi cái cục cất nhà anh ấy, anh có nghe tôi nói không? Thôi, nói đi. Đây nha, tất cả mọi chuyện do con mụ cha ra gây ra, nó làm cho chúng ta chia tay 7 chia tay 5. Hả? À, thật á? Ừ, để nghe em kể hết đã. 7 chia tay 5. Còn em với anh chia tay nhau. Xong rồi thì em vừa nghe một kế hoạch của chị cha ra nữa, là chị ấy sẽ khiến cho chúng ta đánh nhau tanh bành ra, làm tan ra tình cảm chúng ta ra. Cái con mụ ác độc này, không ngờ cha ra lại như vậy. Tưởng là cha ra chỉ nói thêm được vài câu thôi, anh ở bây giờ được nước lần tới. Nói thật, chị ấy còn lên một cái kế hoạch kinh khủng ấy. Nhưng mà làm sao em biết được? Thì em nói dối đúng không? Con em đi ra ngoài kia cổng kia thì em thấy chị ấy đang nhảy tưng 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 ở ngoài rồi. Này, em muốn xin lỗi anh, nói đi, đừng có bị chuyện nữa. Anh giả, anh không xin lỗi tôi thôi. Đi nhanh anh lên mà còn xử lý chị ta ra. Nãy anh xin lỗi em là nghe em có đồng ý đâu, nên là bây giờ em thấy hối hận đúng không? Hả? Hối hận đâu? Hả? Nhưng mà chuyện đấy là thật không? Để anh cũng biết đường đi. Là thật 100%, chính tai em nghe thấy, chính mắt em nhìn thấy. Đâu, con mũi nói như nào, em điên đả lại đi. Đấy nhá, con mũi vừa này. Đấy, thấy chưa? Đúng là cái gì nhỉ? Kế hoạch của mình rất chi là hoàn hảo, em không nhớ đâu, em bao hoa rồi. Nè. Yên. Đấy, bao nhiêu kế hoạch của mình đều vậy ra hết. 4 à, 6 và ta sẽ làm cái gì? Chị sẽ làm cho mấy người đánh nhau tơi bời, chia ra hết, tan rã ra, một mình tôi chia hết. Đấy, còn đúng hay không thì em không nhớ. Cười, cười, cười như vậy á. Ừ. Thế á, thế luôn. Thế thì phải đi tìm cả thứ gian chứ. Thì cơ này còn đi tìm anh Năm ấy, ở đây có một con bảy này, dậy đi. Dậy đi mày. Ừ. Chút này ngủ, biết tin gì chưa? Chưa. Không biết thì đi, không biết. Đi. Đi rồi. Nhưng mà biết cha ra ở đâu bây giờ? Không biết. À bây giờ đi đến tìm anh Năm nữa rồi mình có kế hoạch sau. Ok. Đi 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 đi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Thêm con mồi cha ra đi thì mất đấy.
gì? Bao nhiêu vụ trước đây toàn con mụ cha ra làm đấy. Vụ gì, vụ gì? Nó khiến cho anh chia tay bé bởi. Thì sao? Nên làm tình cảm chúng ta rạn nứt. Thì sao? Khiến cho chúng ta đánh nhau đấy, con thỏ. Nó sẽ khiến, nó bảo đâu sẽ khiến cho chúng ta đánh nhau tơi bời. Tan tác ra. Sao em cứ phải thờ ơ thế? Nói như thế thì sắp như thế mà cứ đần mặt ra. Không biết nói câu gì à? Oh my god! Không ngờ cha ra lại là một người như vậy. Nhưng mà cha ra đã giúp em lấy được tình cảm của Sáu mà. Bao giờ? Ai yêu anh? Nhưng mà không biết cha ra đã giúp anh rồi và cha ra là người tốt. Người tốt đâu? Anh có biết không? Mụ cha ra còn bảo là một tay cho tôi làm hết, chia rẽ tình cảm của anh và bảy để cho anh làm để chiếm đời, xong rồi bốn đánh anh, xong rồi anh lại đánh trời. Rồi tốt thế đi, cũng tốt thế đi. Nhờ cha ra mà anh biết bộ mặt thật của bé bảy. Thế tóm lại bây giờ anh có đi không? Đi đâu? Đi đánh cha ra. Đi chừng trị cha ra. Có nên đi không nhỉ? Này nhá. Con nghĩ lại thì cũng mọi giúp mọi người thì em cũng đi. Đi. Thế nhưng mà khoan, trước khi đi thì mình phải bàn kế hoạch chứ. Kế hoạch gì? Kế hoạch úp giọt cho ra. Đúng rồi. Để chúng ta đi tìm cho ra. Nhưng mà chúng ta phải bàn kế hoạch đã. Bây giờ nhá. Theo anh nghĩ thì cái mụ cha ra rất là ham tiền. Không những ham tiền lại còn ham ăn. Mà nhà anh có trái cây, còn nhà năm mình có vàng. Đúng rồi, nhà em chẳng có gì. Mình dụ mồi ra, mình khoe, mình đi khoe khoang đấy, xong mình bảo hôm nay mệt thế nè, nhưng mà lại có hoa quả, có tiền, các thứ mà không tiêu được. Thế nên là ngồi đấy nghỉ. Nó không chui ra. Thôi kiểu gì con mũi cũng ra thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mũi thật là thính kinh khủng luôn đấy. Thế bây giờ nhá, chuẩn bị đi để anh với Sáu đi lấy hoa quả nhé. Còn năm nằm ở đây nối lại tình xưa với bảy nhá. Thôi bảy đang sang kia ngồi nằm đi, anh nằm đây vướng lắm. Bỏ này ra đi. Rồi, tay quá tiền của em về lại nhà đi. Cho em lấy anh. Tôi đi ngang lên, cha ra gì không tìm được ở đâu tối rồi. Hai con người này. Bum 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 bum
Dậy đi. Cầm lấy, tao cầm lấy đây. Trộm. Đấy, đấy. Ôi trời. Ai nhảy lên bao của em? Nhìn nè. Để dụ cho ra. Dụ cho ra. Ngon chưa? Bắt như nào được? Này á, cha ra rất là hám tiền mà trước tiên mình phải dụ bằng cái này chứ. Xong mình đến nơi thấy đồ ăn là chắc chắn là cha ra sẽ được loại đồ ăn. Ngon thế anh em xin miếng táo nha. Không, đừng cắn. Còn nếu mà cha ra mà thấy đồ ăn thứ nhất cha ra ăn luôn. Cha ra chả thèm đi nữa đâu. Kế hoạch như nào anh? Bây giờ nhá, Sáu cầm đi đây Sáu ơi. Đây, anh sẽ buộc một đầu dây như này vào đây. Sau đó anh giật mụ cha ra thấy vàng chạy là đuổi theo vàng ngay. Thế đưa hoa quả trước hay là vàng? Vàng trước, dụng vàng trước, xong rồi tính âm đến lúc mụ cha ra mà đến nơi ấy, cha ra thấy hoa quả mụ cha ra đang mải ăn thì mình úp sọt. Ồ, kế hoạch hoàn hảo anh ạ. Được ạ. Thế bây giờ mình phải đi chọn chỗ đẹp đó. Đi về đi hoa quả đi. Nhưng mà em buồn ngủ quá. Không, thế có muốn trả thù cha ra không? Không. Phải lôi con mụ ở đi. Không. Đi. Thôi thở mày. Đi. Nhớ cho ra em đi làm được thiện cảm cho cháu chứ. Đi rồi. Tiêu, đéo chứ tiêu, 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 tiêu. Go. Chỗ nào đẹp ấy nhỉ? Chỗ này mát này. Đi chỗ này đi. Chỗ này mát này. Thôi rồi mình kéo cái bụng cho ra. Không, để cái dây ở kia, xong rồi để cái dây vàng này ở đây, xong kéo dần dần cái bụng cho ra vào đây, vào đây thì mình úp sọt cái bụng. Hợp lý không? Hợp lý. Đây. Nào, anh Năm làm mẫu đi. Năm làm mẫu đi. Mẫu gì? Vàng đấy. Làm mẫu đi, giả vờ nhặt vàng, giả vờ là chơi ra đi. Để kéo hoa quả.
thằng cơm ấy. Ôi trời ơi, cái động mặt đó. Chơi luôn. Chơi. Yeah. Quyết tâm như thế này.